猪。你为啥不干？你真没爱。绝对啊。Hôm nay nó ăn hết phần của mình. Xuống nhìn thấy có một cái bát có nhiều xả, mình cứ mừng hụt. Có hiểu nghe ăn một bát thôi. Nào được cái gì? Mỗi cái xả không? Chả còn miếng thịt mẹ nào. Không còn một miếng mẹ nào luôn mẹ. Anh Tâm biết phần chị bao giờ? Phải nhiều. Anh ấy hôm nay phần cơm chị nha. Không phải là anh ăn hết đúng không? Phần cơm ấy phải phần thức ăn. Đã chiều sang xin cơm á? Đã phải báo trước cái xin cơm nhà mình bị đói. Nó cứ mở cái nhạc này nặn mụn nghe cho sướng này. Yeah. Bà con trông như kiểu cái đầu nó đen đen là cái mắt ấy nhỉ. Chết rồi, sao lại cho xuống dưới đây này. Đồng chí ơi. Mẹ ơi. Con làm gì? Mẹ. Dạ. Con muốn uống cam. Thế á, con bảo bố mát cho. Con này. Hôm nay con lại thích uống nước cam kìa. Con lên con bảo bố mát cho đi. Chị đang gạt lắm, một ở chỗ gần gần tay. Chỗ đây á? Ừ, chứ phải bảo chị mới biết đường. Được chưa? Được chưa em? Các em có gì được ý kiến chị? Vô duyên. Như cái con gì nhỉ? Nào, sao lại cứ thở như là con chó cún ấy nhỉ? Bà đây này có bữa.
Con lên con bảo bố là vắt cam cho em nhé. Ôi kìa. Không phải xịt vào người mẹ rồi đấy. Con lên nhà giúp mẹ đi. Con mẹ lên nhà giúp mẹ đi. Có đau không em? Em có thể xem lại mụn của em qua nếp vây của chị. Không rõ mặt em đâu. Chỉ thấy mụn thôi. Em có chồng ấy đâu. Em cũng quan trọng, em cũng trả lại đúng không? Nhiều người xem kia. Xong rồi, nhìn như không luôn. Mọi người xem like, ấn like và chia sẻ với biết của mình nhé. Xin cảm ơn mọi người xem like. Xin chào và hẹn gặp lại. Xong rồi. Thực ra chị ngồi không, người cũng không cựa với.
Nói bên trái của em nhiều hơn nói bên phải anh chạy. Cũng biết đúng không? Trước đây cũng tự lặn nhiều đúng không? Em bôi thôi, em ngứa tay cứ lặn. Nó thâm thèo hết cả mặt này. Bôi ra mà không lặn thì em không ngứa. Thế sao không đi lặn? Em lười. Ngày nào xong về vẫn có bôi rồi đó. Bôi bình thường nhé. Rửa nữa cho nó sạch. Em đến đây bữa nào chưa? Chưa. Lần đầu tiên đến đây à? Nhà em cũng ở trên chỗ gần nhà Hải à? Đâu nhà em không. Ngày hôm qua đi gần chết rồi. Hết rồi. Quay. Đây. Ok rồi.